Với các chị em, tóc giả là một khí cụ khá hữu hiệu cho sự nghiệp làm đẹp nên khá nhiều người có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Thế nhưng, sẽ thế nào nếu mái tóc dài ấy lại được đội lên đầu của một chàng trai mà trông còn nữ tính hơn cả con gái nhỉ? Nếu gamer thủ chưa được chứng kiến bao giờ thì hãy nhìn chàng trai này khi được gamer thủ gái đội cho bộ tóc giả lên đầu xem ra sao nhé. Mới đây, một cô nàng có tài khoản Facebook tên Bờ đã chia sẻ câu chuyện về bộ tóc giả cùng với tình huống cực kỳ hài hước như sau. Hôm nay dẫn người yêu về nhà chơi các gamer thủ à, ngừng hai đứa ngồi trong phòng nghịch bộ tóc giả với mấy thỏi xong vừa mới mua thì ông anh trai sọc vào phòng gọi mượn cái sạc điện thoại. Lúc sau, thấy ông ấy nhắn tin, bạn cùng lớp mày à, hơi lép nhưng mà nhìn xinh đấy, giới thiệu tao nhé. Ôi, nó là người yêu mình mà, anh cũng muốn tranh với con em là sao? Tại ông người yêu mình đội tóc lên nhìn xinh hơn mình thôi. Bài viết này đã thu hút hàng nghìn lượt like chỉ sau 30 phút đăng tải. Đính kèm bài viết là hình ảnh của một anh chàng da trắng, môi hồng cùng mái tóc dài dằn hệt như Tây. Nếu như không nói đây là một chàng trai thì chắc chắn không mấy ai nhận ra bởi vẻ nữ tính và khuôn mặt xinh chẳng xoàng xỉn một quá gì nào. Ai mà tin được đây là một chàng trai chứ? Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía dân mạng khi có hàng nghìn lượt like và bình luận bày tỏ sự thích thú, dành lời khen cho nét đẹp của chàng trai này. Tài khoản Nga Đờ viết, ôi nếu không nói thì ai nghĩ đây là năm gì chứ? Da trắng, môi hồng, mắt lại còn kiểu ướt ướt, cảm giác muốn bảo vệ lắm luôn. Trời ơi, tưởng là con gái thật chứ. Mình nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là con gái chứ không phải nam nhi đâu. Xin giả mang, gamer thủ tợ. Hờ bày tỏ. Có khi mấy bộ tóc giả còn hợp với người yêu gamer thủ hơn là gamer thủ đấy. Xin gì mà xin tàn ác trời. Nhìn nhân hậu thuộc, quỷ mị như con gái luôn vậy đó, gamer thủ phường tờ viết. Hiện tại bài viết vẫn đang nhận được sự chú ý không nhỏ dài của tập thể mạng. Có một nửa giả gái mà xinh xắn thế này thì cũng thật thu hút phải không nào?